Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2020 phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay sau phần tin mời quý vị và các bạn nghe bài Nữ dân quân Đông Triều được sang thăm Cuba. Tiếp đến là chuyên mục khám phá trong tuần với bài Thiên Long Uyển vườn nghìn rồng trong dãy núi Phượng Hoàng ở xã Yên Đức. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Đông Triều, Thị ủy Đông Triều phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên CV138 năm 2020. Dự lễ khai giảng có đồng chí Phạm Hữu Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã và đồng chí Nguyễn Ngọc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Đông Triều. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020 có 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan đơn vị địa phương của thị xã Đông Triều. Lớp học được tổ chức trong thời gian 2 tháng. Tại khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu 16 chuyên đề về quản lý nhà nước như nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước, công vụ, công chức, đạo đức công vụ, thủ tục hành chính nhà nước, quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng giao tiếp, quản lý hồ sơ, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết báo cáo và xử lý thông tin. Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Phạm Hữu Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước, qua đó giúp học viên nâng cao năng lực hoạt động trong thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần cải cách hành chính trong tình hình mới. Vì thế, các đồng chí mong muốn các học viên tham gia khóa học nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của trường, lớp học để đạt được kết quả cao nhất. Tích cực tự nghiên cứu, học tập, nâng cao kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn để phục vụ tốt trong quá trình công tác tại địa phương, đơn vị công tác. Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thị ủy do đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với xã Nguyễn Huệ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2020, công tác cho thuê đất, thuê mặt nước, tình hình thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của các tổ chức cá nhân trên địa bàn xã. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Huệ đã nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của cấp trên, chủ động chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia, huy động nguồn xã hội hóa trong công tác phòng chống dịch. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia, chủ động các phương án sẵn sàng triển khai khi có tình huống dịch bệnh xảy ra, thực hiện tốt công tác quản lý biến động nhân hộ khẩu, quản lý xã hội trong thời gian cách ly giãn cách xã hội, đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của các cấp. Trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, điều hành thu chi ngân sách trên địa bàn, đến nay tổng thu ngân sách của xã là trên 5,5 tỷ đồng, đạt gần 64% so với dự toán giao, tổng chi ngân sách là gần 5,2 tỷ đồng, đạt gần 60% so với dự toán năm. Năm 2020, trên địa bàn xã có 7 công trình khởi công mới và đã thực hiện giải ngân, đạt gần 51% so với tổng dự toán, đồng thời tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đối với công trình chuyển tiếp năm 2019. Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn cũng luôn được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không có đơn thư khiếu kiện đông người vượt cấp, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Về công tác cho thuê mặt đất, mặt nước thì hàng năm, xã Nguyễn Huệ đều ký lại hợp đồng thuê đất công ích với các hộ gia đình, cá nhân theo diện tích hiện trạng đang sử dụng. Năm 2018, trên địa bàn xã có 72 hộ với diện tích trên 34,2 hectare. Năm 2019 có 68 hộ với diện tích trên 34,4 hectare. Năm 2020 có 68 hộ với diện tích trên 34,4 hectare. Về công tác thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của các tổ chức cá nhân trên địa bàn, năm 2018 tổng số tiền thu nộp một lần là trên 130 triệu đồng, năm 2019 là gần 137 triệu đồng, năm 2020 dự kiến thu nộp là gần 137 triệu đồng. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đã ghi nhận về những kết quả đạt được trên các nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, xã Nguyễn Huệ cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cùng cả hệ thống chính trị ở địa phương thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tăng cường làm tốt công tác quản lý biến động nhân hộ khẩu để góp phần thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, quan tâm chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn phối hợp với các bậc phụ huynh đảm bảo an toàn vệ sinh trong phòng chống dịch cho các em học sinh ở nhà cũng như các điều kiện chuẩn bị cho khai giảng năm học mới sắp tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã cũng yêu cầu địa phương cần tiếp tục duy trì làm tốt công tác tiếp công dân, trong đó nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, có sổ sách ghi chép cụ thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại trên địa bàn, đảm bảo đúng quy trình, hoàn chỉnh báo cáo về nội dung liên quan đến đánh giá các công trình dự án để thực hiện có hiệu quả trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện rà soát thống kê lại đối với diện tích đất công ích, đất tạm giao, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, tăng cường làm tốt công tác quản lý đất đai và một số nội dung quan trọng khác. Nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone khẩu trang điện tử để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, vừa qua, Đoàn Thanh niên phường Yên Thọ đã huy động lực lượng tổ chức ra quân tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone khẩu trang điện tử cho người dân và các hộ tiểu thương kinh doanh tại điểm chợ của phường. Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Khi có một ca nhiễm bệnh, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng cho biết bạn đã từng tiếp xúc với người này hay chưa nếu cả hai đều dùng ứng dụng Bluezone. Vì vậy, lực lượng đoàn viên thanh niên phường Yên Thọ đã ra quân tuyên truyền hướng dẫn giúp người dân cài đặt ứng dụng Bluezone với tỷ lệ cao thì hiệu quả trong công tác phòng chống dịch ở địa phương càng được nâng lên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Nữ dân quân Đông Triều được sang thăm Cuba. Đó là bà Nguyễn Thị Len, sinh năm 1945, hiện ở khu Xuân Viên 2, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều. Bà là một trong những nữ dân quân trên trận địa của tiểu đội dân quân tại Cầu Cầm đã trực tiếp đối mặt với các cuộc oanh kích của máy bay Mỹ năm 1966. Tháng 7 năm 1967, bà Len vinh dự là thành viên đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Cuba và dự kỷ niệm Ngày Cách mạng Cuba thành công. Trong những năm chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, đánh phá miền Bắc, Cầu Cầm trên quốc lộ 18 qua Đông Triều luôn là mục tiêu của máy bay Mỹ. Bom đạn Mỹ phá cầu sắt thì ta làm cầu gỗ, rồi cầu phao, cầu treo, và có cano lai dắt và kéo bằng tay để luôn giữ vững tuyến giao thông huyết mạch, phục vụ sản xuất chiến đấu bảo vệ miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt gian khổ, bản lĩnh và ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân Đông Triều nói riêng và Quảng Ninh nói chung có dịp tỏa sáng. Tại Đông Triều, trận ném bom bắn phá Cầu Cầm ngày 8 tháng 11 năm 1965 đã làm hơn 80 người chết và bị thương. Đảng bộ và nhân dân Đông Triều khắc sâu lòng căm thù, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đánh địch bất kể ngày đêm, xây dựng và hoàn chỉnh các phương án tác chiến với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Kể về trận chiến đấu vào ngày 15 tháng 8 năm 1966, bà Len vẫn nhớ rõ trực chiến hôm đó tại trận địa súng máy 12,7mm ở đầu Cầu Cầm. Tiểu đội dân quân có ông Vẹn, tiểu đội trưởng, ông Lẻ, ông Hậu, ông Họp, bà Tắc và bà Len. Khi mọi người đang ngồi nghỉ thì máy bay Mỹ ao ao bay vào từ sau dãy núi ở phía tỉnh Bắc Giang. Ông Vẹn chỉ huy tiểu đội vào vị trí chiến đấu, hướng nòng súng về phía Tây Bắc, vị trí mà máy bay Mỹ đang bay tới. Khi máy bay Mỹ xà xuống ném bom đánh phá Cầu Cầm ở tầm thấp, tiểu đội đã nhả những loạt đạn chính xác vào đội hình máy bay Mỹ. Một chiếc máy bay Mỹ trong đội hình đã trúng đạn, bốc cháy giữa tiếng reo hò vang dậy của quân và dân Đông Triều trên các trận địa của lực lượng phòng không dọc Cầu Cầm. Đây là chiếc máy bay thứ 100 của giặc Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Quảng Ninh. Chiến công của tiểu đội dân quân Xuân Sơn đã được Bác Hồ gửi thư khen, được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Đoàn đại biểu quân đội Trung Quốc đã về Xuân Sơn tổ chức tối giao lưu văn nghệ tại sân kho xóm giữa, nay là trường mầm non Xuân Sơn tại khu Xuân Viên 3 chào mừng. Đoàn đại biểu quân đội Cuba đã về Xuân Sơn tham quan học tập kinh nghiệm bắn máy bay Mỹ bằng súng bộ binh của tiểu đội dân quân. Tháng 7 năm 1967, bà Len vinh dự được thay mặt cho anh chị em trong tiểu đội dân quân Cầu Cầm tham gia đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm đất nước Cuba anh em, dự lễ kỷ niệm lần thứ 8 ngày cách mạng Cuba thành công tại thủ đô La Habana. Trong những ngày ở thăm Cuba, bà Len cùng đoàn đại biểu còn được đưa đến thăm các đơn vị quân đội của Cuba. Các chiến sĩ quân đội Cuba rất ngưỡng mộ dân quân Việt Nam bắn rơi máy bay Mỹ. Chuyến đi sang Cuba là kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời bà Len. Trên đất nước Cuba trong những ngày đó, bà nhận thấy tình cảm quý mến, tình đoàn kết chiến đấu và sự ủng hộ hết lòng của nhân dân Cuba cho Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Nữ dân quân Đông Triều được sang thăm Cuba. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe bài hát Cô dân quân làng đỏ do ca sĩ Phạm Phương Thảo trình bày. Chuyên mục Khám phá trong tuần. Trong chuyên mục Khám phá trong tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Thiên Long Uyển vườn nghìn rồng trong dãy núi Phượng Hoàng ở xã Yên Đức. Trên địa bàn làng Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, có dãy núi đá mang dáng hình chim Phượng Hoàng, hai cánh dang rộng, đầu vươn cao trong tư thế bay lên tràn đầy sức mạnh. Từ xa xưa, núi đã có tên là Phượng Hoàng. Bao đời nay, nhân dân làng Đức Sơn sống quần tụ dưới chân núi Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là một trong 4 loài chim quý hiếm, long ly quy phượng. Thân hình của Phượng Hoàng gợi lên 5 đức tính của con người. Đầu Phượng Hoàng tượng trưng cho đức hạnh và công lý, đôi cánh tượng trưng cho tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ, chiếc lưng tượng trưng cho cách đối nhân xử thế khéo léo, bộ ngực là lòng nhân đạo và trắc ẩn, phần bụng biểu thị sự đáng tin cậy. Ngoài ra, mắt Phượng Hoàng còn tượng trưng cho mặt trời mặt trăng, lưng cõng bầu trời, cánh là gió, đuôi là tinh tú, lông là cây cỏ, chân là đất. Khi nó bay hoặc múa là tượng trưng cho sự vận động của vũ trụ. Vì thế, Phượng Hoàng là hình tượng của thánh nhân, của hạnh phúc, cho sự hòa hợp âm dương. Trong cuộc hội thảo khoa học Đông Triều với lịch sử nhà Trần do Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Triều, nay là thị xã Đông Triều, Viện Khảo cổ học tổ chức vào tháng 10 năm 2008, ông Tống Khắc Hải, một nhà nghiên cứu lịch sử ở Quảng Ninh cho biết, năm 1986 trong dịp về Đông Triều công tác, ông cùng một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Đức đến núi Phượng Hoàng đã tìm thấy 2 tấm bia được viết bằng chữ Hán khắc trực tiếp vào mái đá dưới chân núi Phượng Hoàng. Tấm thứ nhất đề là Thiên Long Uyển, nghĩa là vườn nghìn rồng. Tấm bia thứ hai, cách tấm thứ nhất khoảng 300 m, có chữ Thiên Gia Sơn Tam Bảo Địa, có nghĩa là núi của trời, đất của Phật. 2 tấm bia đều được khắc nối chữ triện, nét chữ được mài nhẵn rất hoạt, tuy đã mòn nhưng còn rất rõ gợi nhớ những chữ khắc trên bia đá ở núi Yên Tử. Tại cuộc hội thảo khoa học giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt, khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, được tổ chức vào tháng 9 năm 2014, giáo sư tiến sĩ, phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Nguyễn Quang Ngọc cho biết, các nguồn tư liệu cho phép xác nhận vùng đất Trang Mạ Lựu xưa là đất của bố mẹ vợ Đỗ Khắc Chung. Đỗ Khắc Chung lấy công chúa Bảo Hoàn, Trang Mạ Lựu xưa bao gồm toàn bộ địa bàn xã Yên Đức ngày nay. Khi quân Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ 2, 1285, bố mẹ công chúa Bảo Hoàn hàng giặc nên toàn bộ gia sản bị nhà vua thu hồi sung công. Trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông lần thứ 3, 1287-1288, hai vua Trần đã sử dụng vùng đất mới được sung công này làm sở chỉ huy xây dựng trận địa quyết chiến trên sông Bạch Đằng năm 1288. Đến khi vua Trần Anh Tông lên ngôi đã trả lại cho gia đình Đỗ Khắc Chung, nhưng vợ chồng ông không dùng làm tài sản riêng mà đem cúng cho chùa làm đất tam bảo. Cùng đồng nhất với nhận định trên đây của giáo sư Nguyễn Quang Ngọc, thạc sĩ Nguyễn Văn Anh, Viện Nghiên cứu Kinh Thành tin rằng Thiên Long Uyển là dấu tích còn lại của một tổng hành dinh của hai vua Trần trong trận Bạch Đằng năm 1288. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Chi, Viện Sử học còn muốn khẳng định hơn, tại vùng Yên Đức, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông đã trực tiếp chỉ huy quân lính phục binh để dồn quân Nguyên Mông xuống trận địa cọc Bạch Đằng. Cũng theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, khu đất trước mái đá có khắc các ba chữ Hán, Thiên Long Uyển, Vườn Nghìn Rồng trải ra tương đối bằng phẳng và cũng có chỗ được tôn lên thành nền hay đào xuống thành ao. Theo truyền thuyết dân gian địa phương, đấy là Vườn Thượng Uyển và là nơi ngự của vua Trần. Nếu đặt khu di tích trong mối quan hệ với các di tích khác và trong bối cảnh tổng thể của toàn vùng chiến trường thì cũng có đủ cơ sở để tin rằng đây là một sở chỉ huy tiền phương của hai vua Trần trong trận quyết chiến ở Bạch Đằng năm 1288. Không phải ngẫu nhiên mà hai vua Trần chọn nơi núi của trời đất của Phật dưới cánh Phượng Hoàng để đặt sở chỉ huy đánh giặc. Phải chăng chỉ có bậc thánh nhân mới nhận ra điều này để rồi gánh trên vai nghĩa vụ và trách nhiệm với Sơn Hà xã Tắc? Núi Phượng Hoàng chỉ cách sông Đá Bạc khoảng 1 km về phía nam, đối diện về phía bên hữu ngạn là Lưu Kiếm, Trúc Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Phía sau lưng của dãy núi Phượng Hoàng là đầm Ngưu Ngoạ, thực chất là một chi lưu của sông Đá Bạc, rất thuận lợi cho việc giấu quân phục binh. Liền kề đó là núi Ngưu Ngoạ, núi Áng Tái rất lý tưởng về mặt quân sự. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, đóng sở chỉ huy ở Thiên Long Uyển, núi Phượng Hoàng, hai vua Trần có sứ mệnh trực tiếp chỉ huy đánh địch trên cả hai tuyến thủy bộ và kéo đoàn thuyền khổng lồ của quân Nguyên nhanh chóng lọt vào trận địa mai phục của ta và tìm cách kìm chân chúng, giữ gìn tuyệt đối bí mật an toàn, chờ cho nước Triều rút mạnh sẽ tổng công kích. Trải qua hơn 700 năm, mặc dù bị tác động của thiên nhiên của con người, song giờ đây đến núi Phượng Hoàng thăm Thiên Long Uyển, ta vẫn còn thấy nét hoang sơ của một vùng đất cổ với những dấu ấn huyền thoại. Về Yên Đức nghe gió ngàn reo trong Thiên Long Uyển, kể chuyện ông cha đánh giặc ngày xưa. Vẳng đâu đây trong thung sâu, tiếng gươm khua quân reo ngựa hí, thấp thoáng nghìn rồng bay lượn sông pha. Chuyên mục phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 5230 ngày 3 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone. Bluezone là ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19 F0, cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại cá nhân để nhận cảnh báo nếu đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, qua đó phát hiện và khoanh vùng kịp thời, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu chi phí phòng chống dịch. Ứng dụng này có chức năng tự động thống kê và ghi lại việc tiếp xúc giữa những người đã cài đặt Bluezone với nhau. Lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng Bluezone sẽ cho biết một người đã từng tiếp xúc với ai, vào lúc nào. Hai người được Bluezone xác định là có tiếp xúc với nhau nếu như cả hai đều cài đặt và bật ứng dụng Bluezone trên smartphone, ở cạnh nhau trong khoảng cách dưới 2 mét và liên tục trong 15 phút trở lên. Tất cả những thông tin trên đều được mã hóa dưới dạng mã ID. Mã ID cũng sẽ thay đổi liên tục để đảm bảo vấn đề bảo mật. Những dữ liệu này không được đưa lên server mà lưu trữ trực tiếp ngay trên thiết bị người dùng. Người dùng Bluezone khác chỉ nhìn thấy một phần mã ID của người đang tiếp xúc gần, nên hoàn toàn loại trừ được khả năng một người nào đó có thể nổi tiếng bị kẻ xấu sao chép mã ID để làm ảnh hưởng uy tín của họ. Khi có một ca nhiễm bệnh F0, mã ID của ứng dụng Bluezone trên máy người bệnh sẽ được gửi tới tất cả cộng đồng người dùng Bluezone. Ứng dụng khi đó sẽ tự so sánh đoạn mã này với lịch sử tiếp xúc trên thiết bị của bạn. Trong trường hợp trùng khớp, Bluezone sẽ hiển thị thông tin cho biết chủ nhân của máy đã trở thành F1. Tất cả các khâu từ bắt sóng giữa các thiết bị để phát hiện tiếp xúc, lưu trữ lịch sử tiếp xúc cho đến so sánh dữ liệu đều được chạy tự động. Điều này cũng có nghĩa tất cả những người từng tiếp xúc ở khoảng cách gần với F0 và có cài đặt Bluezone đều sẽ nhận được cảnh báo. Thời gian vừa qua, thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương, đặc biệt là đoàn thanh niên thị xã trong việc tuyên truyền vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Tuy nhiên, theo số liệu cài ứng dụng trên địa bàn thị xã chưa cao. Cụ thể, đến 10 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2020, số lượng máy điện thoại cài ứng dụng là 28.861 trên tổng số 173.765 người dân thị xã, đạt 17% và đứng thứ 7 trên 13 địa phương trong toàn tỉnh. Tỷ lệ chưa cao do một số bộ phận người dân chưa nắm được tính năng quan trọng của ứng dụng, như lo ngại mất an toàn thông tin, chưa được tiếp cận hướng dẫn cài đặt. Để nâng cao tỷ lệ người sử dụng, ứng dụng Bluezone trên điện thoại cá nhân, Ủy ban Nhân dân thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền phòng dịch, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng Bluezone và vận động người thân gia đình mình thực hiện cài đặt sử dụng ứng dụng. Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo toàn thể cán bộ nhân viên của ngành cài đặt ứng dụng Bluezone đạt 100% và vận động người thân gia đình mình thực hiện cài đặt sử dụng ứng dụng, đồng thời khai thác tối đa các Zalo nhóm lớp để tuyên truyền vận động các em học sinh và phụ huynh học sinh cài đặt ứng dụng Bluezone. Ban quản lý chợ Cột, Ban quản lý chợ Mậu Khê phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của đơn vị tuyên truyền vận động, hướng dẫn các hộ kinh doanh, tiểu thương và vận động người dân đến mua, bán hàng hóa tại chợ cài đặt ứng dụng Bluezone. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo phân công và huy động các ban ngành đoàn thể và thôn khu phố của địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động cài đặt ứng dụng Bluezone qua hệ thống truyền thanh của xã phường, qua hệ thống Zalo nhóm địa phương đã thiết lập để phục vụ thông tin chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch. Chỉ đạo ban quản lý chợ, các xã phường, các siêu thị trên địa bàn tuyên truyền vận động hướng dẫn các hộ kinh doanh, tiểu thương và vận động người dân đến mua bán hàng hóa tại chợ, cài đặt ứng dụng Bluezone. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã tiếp tục phát động phong trào cài đặt hỗ trợ người dân tại các nơi công cộng, trường học, doanh nghiệp địa phương, cài đặt ứng dụng Bluezone. Đoàn thanh niên thị xã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Liên đoàn Lao động thị xã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, đặc biệt là công đoàn tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như doanh nghiệp ngành than, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, giày da, thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã chủ trì thực hiện các nội dung tuyên truyền, tổng hợp thông tin liên quan đến việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, xây dựng các nội dung tuyên truyền hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh địa phương về nội dung phòng chống dịch COVID-19 và cài đặt ứng dụng Bluezone, thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và cài đặt ứng dụng Bluezone của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp địa phương trên địa bàn, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban Nhân dân thị xã qua Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã vào 16 giờ hàng ngày. Đặc biệt, hướng dẫn người dân khai thác các thông tin chính thức về tình hình dịch bệnh, cách phòng chống và các thông tin khác có liên quan trên các trang thông tin mạng của thị xã. Đó là Cổng Thông tin Điện tử thị xã http://domtriều.quangninh.gov.vn, fanpage DDCI Đông Triều, trang thông tin thông qua tiện ích mạng xã hội Zalo, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, fanpage Truyền hình thị xã Đông Triều. Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên đầy đủ, hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có ý kiến đóng góp hoặc thông tin phản ánh xin gửi về Ban biên tập phát thanh Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay do Thu Trang biên tập cùng với sự tham gia của kỹ thuật viên Vũ Yên, phát thanh viên Thu Trang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung chương trình Trịnh Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tiếp theo.